Xin chào cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với nhà hàng trên sông của Nét Quê. Thì hôm nay mấy chú cháu cũng có món mắm. Ăn mắm này để mình trộn với ăn sống. Còn kẹp với thịt ba gọi với tôm. Dạ. Đây là mắm cá linh nha cả nhà. Nếu mà mình ăn mắm sống á, mình chọn con cá linh thì cái xương của nó mềm hơn. Ngon. Cá sặc thì cái xương của nó cứng. Cứng. Có xương, cá linh thì có xương. Đó, bây giờ mình sẽ chế biến. Mình sẽ luộc thịt với luộc tôm nè. Luộc thịt trước. Dạ. Trong thời gian luộc thịt với luộc tôm thì anh đang sẽ lặt rau. Chú Năm cắt chuối già sống ha. Mình ăn mắm sống thì hôm nay mình có rau sống nha cả nhà. Mình có rau thơm, rồi đậu gồng, rau găm, rồi khế chua, khổ qua sống. Wow, nó thịt bà gọi này ngon. Con lựa cái phần mỡ nhiều để cho anh đang ăn đó. Chú Hai cũng khoái mỡ nhiều. Để luộc thịt cho ngon thì chú Hai sẽ để một ít gia vị nha cả nhà. Mình có lại một ít muối với lại một ít bột ngọt thôi. Cho nó thấm, nó rút vô miếng thịt heo. Này, mình hết ăn cá đây. Mình chuyển qua ăn mắm. Cái tinh thần đây. Như chú Hai nói, mắm mình ăn sống thì mình sẽ chọn mắm con cá linh là ngon nhất. Ừ. Rồi tiếp theo là con cá chốt. Rồi mới tới con cá sặc. Hồi sáng con không biết con định mua hai loại cá sặc với lại cá linh luôn, nhưng mà cái cô bán mắm nói là cái xương con cá sặc nó cứng. Đúng rồi, con mà ăn sống là con một là con mua cá linh, hai là mua cá chốt. Dạ. Đừng mua cá sặc, cá sặc cái xương nó dày đó, cá xương nó nhảy mất nó không được. Dạ. Như chú Hai thì ăn được, nhiều người khác ăn được. Đúng rồi đó. Chú Hai nhai xương được. Tại mắm cá linh này đó chú Hai cũng làm nữa nè, chú Hai đó chú Hai làm cũng ngon lắm. Cái này nếu mà cái này mà con làm rồi mà con trao nó ha, con có đường thốt nốt á, trộn 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 thơm mà mắm nó ngon dữ dằn. Mình không trao đường cát mà mình trao cái đường thốt nốt ha. Ừ, đường thốt nốt. Mình trao hồi xưa thì ông bà hồi xưa người ta làm á thì mình trao đường thùng không à. Dạ. Đường thùng tại được. Chi cho cái màu đẹp. Ừ. Dạ. Bây giờ mình á thì mình mà một bây giờ mình trao nếu thí dụ không ấy thì mình trao đường cát cũng được. Dạ. Còn mà có tiền hay trao đường thốt nốt thì ngon. À, ăn ngon thơm nữa ha. Thơm. Nói về mắm sống thì chứ giờ con chỉ ăn mắm cá chốt là ăn sống thôi, chứ cá linh thì con chưa ăn. Không, cá linh ăn ngon cá chốt. Dạ. Linh ngon cá chốt nhiều. Phải hôm nay mà mình hái mấy trái bần nữa là còn đá nữa. Bần kẹp vô, sắc mỏng mỏng kẹp vô ha. Màu. Ăn mắm sống thì mình nhất định là phải có cái khế chua, chua chát. Dạ. Hai cái đó là không thể thiếu. Ừ. Cái rau găm này thì chúng nữa anh đang lặt lá luôn ha, để cho chú Hai ống trộn vô mắm. Lặt quá rồi. Ừ. Mũi bị gì? Bị nó quào. Tới nó dính nước sơn. Theo em nghĩ thì chút nữa chắc anh đang... Thịt ba gọi quá. Thịt ba gọi này mua nhận chúng thịt ba gọi này ngon nè. Có nữa mà nạc nữa mỡ vậy nó ngon. Dạ. Thực ra thì khi mà mình ủ mắm ấy, thì cái mấy con cá thì nó cũng có lẽ là nó cũng chín hết rồi ha. Chín rồi con. Mắm này là con làm lâu lắm. Mắm ăn sống là con làm phải lâu. Dạ. Ví dụ như con kho đồ ha thì 2-3 tháng con ăn được, chứ nếu mà con ăn sống con làm phải từ 6-7 tháng trở lên. Dạ. Ăn mới được. Nè chú Năm với lại chú Hai nói cái này mà mình có xả cắt vô nữa là còn ngon nha. Đúng rồi, con ăn sống mà có xả để vô là ngon. Mình với ghe thôi, mình có gì mình làm lấy nè. Thật ra này mình để nguyên con mình ăn vẫn được nha cả nhà, nhưng mà mình cắt ra thì nó mau thấm ha. Ra cho nó thấm. Ồ, cái này mà ha, mà chắc chưa mà ngồi mà ăn với cơm nguội nha. Con nhớ này hồi trước á, những người mà nông dân mình làm ruộng ngoài đồng á, thường hay đem cái mắm sống này với lại cơm nguội ra đồng ăn. Em theo với cơm nguội là ăn no luôn. Rồi. Này đó chú Hai làm nhà ăn ngon. Giờ không có nước, giờ không có mắm ăn luôn. Hỏi rồi quên đi, hỏi chú Hoàng coi chảnh có cái linh nè. Họ gấp từ từ nghe anh xui nè, nguyên con hơi mặn nha. Không, cái này mà mặn thiệt chứ mới chơi nha. Nguyên con chụp tỏ nha. Mặn thiệt chứ mới chơi tao nha. Vậy chứ không mặn đâu, tại vì mình trộn đường vô đó. Rồi chanh nữa. Mấy con cá bự này đâu phải cá linh ha. Này... Không. Cá linh. Đâu có gặt. Nó cũng có lộn chổng đó chứ con, đâu có gặt không. Dạ. Mình nằm nhà thì nó gặt không.
Còn cá chốt á, mình khi mà mình làm mắm xong mình trộn lại đu đủ á. Ừ. Rồi thịt ba gọi vô cái mình ăn với bún ngon lắm. Ăn với bún thì thôi. Quyết định là hôm nay chú Hai sẽ nặng chanh vô, mình không dùng xoài. Hôm nay mình ăn xoài nhiều. Quyết định là hết một cân. Cái này mà mình trộn xoài bằm vô cũng ngon lắm. Ừ. Thay cái vị chanh. Cá sặc. Có cá sặc nữa. Đó. Hai thử cái mặn không? Làm thấy thèm nha. Chép, chép. Cũng không mặn quá hả? Ừ, được. Xương mềm chú ha? Mềm. Xong con rồi. Hôm qua này em ít ăn chắc đắng dữ lắm. Coi vậy chứ không đắng đâu. Nếu mà người biết ăn khu qua á, ăn trái khu qua này mới ngon nè. Đúng rồi. Càng đắng càng ngon. Tiếp tục thì chú Hai sẽ chuẩn bị tỏi ớt. Trộn vô lẫn hồi cho nó thấm. Dạ. Ồ, thịt ngon quá anh Đen ơi. Cái này chút nữa mình con gợi ý là mình đừng sắt ra chú Hai. Để nguyên cục cắt ra người cục rồi để nguyên cục cắt. Cái đó nó hơi bị hao à. Chú Năm để nguyên cục này ngồi ngó luôn chứ cắn đâu. Dạ, như chú Năm là cắn hết đứa rồi. Nó chứ cũng gán mắp chứ. Này mà trộn vậy, hên xui cái mình đưa vô xì rượu ha. Nói gì nữa chú Năm. Anh xui dám cả hai năm nay chưa ăn mắm sống này nè. Trời ơi, xuống ghe tới giờ, thật chứ giờ chưa ăn mấy chứ. Dưới ghe chú Năm chỉ làm những món đơn giản thôi. Dạ, có một mình rồi hai cha con rất nhỏ nó không ăn nữa. Dạ. Rồi mình đâu có làm, có mình đâu làm. Chú Hai sẽ để đường bột ngọt. Ngọt thì mình để thôi. Mình để muối vô xin. Để muối vô chắc bỏ luôn hả? À? Bỏ luôn à. Anh nghĩ chắc là chín rồi nè. Đã quá. Cái này cho mình phải nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa mới thấm hả chú nè? Không, cái này mắm này mình trộn vô còn nó gã đường một ngọt lại nè. Thấm thì trong hết rồi nó làm nó ngọt. Không biết cái món mắm sống gì hồi đó ai chế ra. Mắm sống này hồi đó chú Hai thường ăn lắm. Chú Hai ăn thường lắm. Tại vì đó nhà văn lưới rồi á. Cái làm nhà rồi bắt đầu là đi cắt lúa rồi đem theo ăn. Dạ. Chưng rồi ăn sống. Với lại đó cái nghề của mình nghề cắt lúa nè. Ừ. Cho nên là ăn mấy món này nó thường xuyên. Chú Hai có mấy anh bạn là chuyên gia nó nhậu cái đồ mắm sống vậy nè. Ăn mắm sống nhậu. Mau đi chợ gãy á. Có thiếu gì không? Chắc đường quá hả? Dương Khê. Nhìn cũng được ha chú Năm. Được chứ. Không biết ăn ngon không ạ? À? Ăn thử ngon rồi đó. Mắm này thấy được là ngon rồi đó. Cái mắm sống này nè bằng con sắt nhuyễn nhuyễn con sắt con ấy rồi cái con sắt mỏng 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 hay con để trộn vô trỏng luôn cặp luôn ăn luôn. Yeah. Ngon lắm. Giờ thịt mình sẽ đợi nguội mình sắt nè. Trong thời gian đó mình sẽ luộc tôm. Tận dụng cái nước luộc thịt mình luộc tôm luôn. Tôm nổi để nước để một đêm vô nữa. Cho hai sắt mới rồi gầm vô cho nó thơm. Thơm này hên xui. Ừ.
Chú Năm trộn lên đi ha. Bữa nay chú Năm biết thiếu gì không? Thiếu xả, không thiếu gì hết trơn. Không thấy thiếu gì luôn hả? Có thể là thiếu rượu thôi hả? Không, bữa nay mình không muốn rượu đâu, mình cơm đi. Giờ siêu đầu bếp chú Hai sẽ cắt thịt nè. Này mà chơi vô miếng mắm ha, cái đầu cặp miếng mày vô miếng rau vô ha. Gói vô cái đưa vô ly rượu ha. Quá đẹp miếng thịt này ngon. Kêu ba chỉ. Ừ. Ba chỉ hoặc ba gọi. Đó, giờ xong cái dĩa thịt rồi nè. Nhiêu đây là ăn cơm cũng được rồi, khỏi cần tôm tép gì chứ. Khỏi cần tôm tép. Này chú Hai sẵn tay, bao tay chú Hai lột luôn ha. Đúng ra mình có bánh tráng á, với lại bún á, mình cuốn vô là còn đã nữa. Đúng rồi, cuốn với mắm này cũng ngon nè. Dạ. Thôi ăn vậy ngon hơn cuốn thôi. Đúng rồi. Ăn với cơm cho chắc bụng. Ừ, ăn với cơm chắc bụng. Nóng nha chú Hai. Anh xui chỗ mà mình khỏi thử ha. Khỏi, anh xui ăn ngon là mình ăn ngon à. Anh xui ăn ngon là mình ăn ngon. Chú Hai với anh xui hợp ý đó. Chú Hai ăn, chú Hai là ngon, anh xui là ngon hả chứ. Không đâu dám chê, không chê mốt đâu có lạ. Dạ. Mà trước giờ con không thấy chú Năm chê cái gì luôn, dễ ăn. Ngon, dạ, ngon, dở, ăn thì dở. Cái gì nó ngon thì ăn nhiều một chút ha. Cái dĩa để tôm luôn vậy. Để cơm ra luôn. Nghĩ thấy tôm này mà nhớ cái một lần ha anh xuống. Ờ vợ tôm gì mà hái xuống cái hầm quậy một cái nó nổi còn thấy ha nổi. Bẹo bà mé bờ á. Cái này tôm càng. Ừ. Ham chết. Dạ. Tôm càng hồi xưa người ta đặt lợp dính cũng nhiều lắm. Ừ. Còn chỗ mình bây giờ mà đi kiếm tôm kiểu đó là chắc khó. Khó. Tôm chỉ có nước mà nhảy xuống sông này lặn mò. Tôm tới mùa mới có. Dạ. Tôi chỉ nằm với anh chui với anh đi sao chứ trên em chính là đó mùa nước này người ta lấy tre đó. Nó trẻ rồi ta cái ta bệnh làm nò. Ừ. Hai ba cái gì đó là người ta cái nọ hai ba cái lợp gì đó. Dạ. Ở dưới này cũng làm, ở dưới này một lần là làm ngang sông này luôn nè. Chú Năm nói sao hồi nãy nó nhỏ quá con không nghe. Cái lóc cái chê thì mình che mình trẻ ra. Cái lấy dây mình bệnh. Dạ. Bệnh thì chưa là kêu gì chảy gì gì đó. Bệnh nó dây đó bệnh chắc lắm. Để mặn một nước cũng không đứt nữa. Dạ. Che thì phải che cho gai cho nó già. Dạ. Rồi người ta làm cái thì có người ta làm lợp nhỏ, người làm lợp bự. Mấy sông nhỏ nhỏ người ta căng ngang mấy sông bự nữa làm cặp mé gì nè. Tôm thời dữ lắm luôn. Nó vô đó hả? Ừ. Chưa có. Con làm con xây gọ đùm lum cho nó con á, cực lắm. Có nhiều người. Mà xây cái gọ nghe nói phải cho đẹp nha. Đúng rồi. Đẹp nó mới vô. Dạ. Có nhiều người người ta làm lợp lũi nữa. Lợp lũi thì con không biết làm sao, nhưng mà cái kiểu chú Năm nói thì con hình dung ra. Ừ. Hồi đó hình như là nhà nào cũng có là có làm cà gian. Cái gian đó là cái gian giống như mình chặn nó lại là con tôm nó con tép gì con cá gì đi tới đó là nó buộc nó phải lũi vô đó đó. Chứ nó hết đường đi rồi. Hết đường đi rồi. Dạ. Đi đông nữa. Hết đường đi. Mà làm cái đó thì cái hình thức đó thì tôm vô nhiều. Ừ. Cá bóng vô cũng có nữa nha. Cá bóng tượng rồi đủ thứ. Dạ. Con gì mình đi tới đó là cũng vô hết. Chứ mà không có lựa cái đó là mọi là vô hết chân không lựa. Ồ, cano hay gì kìa. Đã không? À đây xong chiếc vậy đi đi. Quá đảo rồi. Dạ, có chiếc thứ ngoài biển đó, mấy bạn em sẽ lấy luôn.
chia đôi gũ đùa mình được không chú hai? Xe đó mà chiếc bò qua mình chỉ có chiếc vô lại chạy mấy xe như chạy ngược chiều chạy như hết lóc nha, lạnh cha nó cũng chết lạnh. Hồi cái thời mà máy cu le tư á là chú hai lúc đó có chạy chưa? Dạ có chứ. Lúc đó em mua mắt lắm đó nha. Em còn biết nữa, em có giật nữa nè. Hồi đó con biết đi ra là đi chèo nhiều. Dạ. Đi chèo hai chèo á, chèo ăn sao hai cái chèo á. Đó chú hai chèo trời ơi, từ đây qua tới Gạch Giá mình cắt lúa mướn mình. Không chịu chạy máy, chèo làm chi? Máy con chạy đây qua bển xăng đâu mà có đâu mà chạy cho đủ. Dạ, nhiều người chèo ha. Thì chèo cặp này mà hết cái đầu đổi. Ăn sao hai cây ở trước một cây. Dạ. Người ta nói máy cu le tư là ba thằng đè bốn thằng giật. Không phải không? Cái sáng là không chạy bán cu le luôn. Nói vậy chứ ngày xưa mà ai có máy cu le là chạy là cũng uy tín lắm. Uy tín lắm đó, đem về là phải có nhiều người kỹ rồi, phải có ống phá phá lại nữa. Dạ. Yeah. Còn giờ hết thấy rồi. Đó một là cái cu le tư, hai là cái truyền hình 12 inch đó. Dạ. Rồi còn có truyền hình cái chiều á. Hai inch nhớ trắng đen mà. Trắng đen. Còn đó ở đây trên này có mình và Út, trên này có con cái nè. Trời chắc chiều con thấy không, cái tập trung ở nhà bả cả lương. Giống như hội chợ vậy. Vui lắm. Bảy như Nhật là hay gì. Đúng là hồi xưa vui thiệt, còn bây giờ tiên tiến quá này ai cũng có. Ai chả chứ còn. Còn ngày xưa máy Y10, Y9 là chú hai biết không? Biết. Cái đó là đại gia mới đi. Lắm đi mấy cái máy đó. Dạ. Y5 rồi đó. Trời đó hai cũng chớ. Có cái thời cu le 4 rồi bắt đầu qua cái tới cái thời máy cu le 7 rồi bắt đầu mới BX9 rồi mới lên dài rồi IF rồi cu ta độ giờ nó phát triển giờ máy xe không. Dạ. Loại Y là loại cá bè là có chức nhất. Chạy chức nhất. Chú Năm nói ai có chức nhất? Không, miệt cá bè này có. Miệt cá bè có chức nhất hả? Tính ra dân cá bè chỗ con cũng giàu ha. Giàu. Bè dân dưới đó là nó giàu. Đất nhiều. Hồi xưa cho này hỏi con với bằng ruộng không lấy tiền đâu mà có. Dạ, chỗ nào bằng ruộng thì kinh tế người dân phát triển nhiều hơn. Ừ. Tại vì nhiều khi trúng này trúng kia đó. Đó không phải là nhờ nhãn. Dạ, còn bây giờ nhờ mít. Ừ, giờ nhờ mít. Mít với lại sầu riêng. Bữa cơm hôm nay cũng mời cả nhà dùng chung với mấy chú cháu với mấy anh em ha. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Xin mời cả nhà. Rồi dặn hay rồi. Giờ lấy đũa đi. Đó giờ mới ăn nè, ăn lần đầu tiên. Ngon. Thiếu thiếu anh chụp. Còn bị thiếu gì luôn. Quả đắng này mới ngon. Mình chẻ phân nửa vậy nè, mình ăn nó mới giòn. Mình chẻ nhỏ thì không giòn. Ngon. Cho nên cảm nhận nè, trước giờ ăn mắm sống lần đầu tiên thấy sao? Ngon anh. Là mắm cá chốt anh chưa ăn luôn hả? Dạ chưa, em mới ăn lắm. Cứ thấy được vậy. Vẫn ngon. Không là thiếu này. Ngon. Ăn cái này hồi khát nước dữ lắm nè. Này phải ăn gì nè, quế được đưa vô, mắm vô, hai con mắm đi, để vô, đưa vô, hết sức rồi, Quyền nó phải có bánh tráng cuốn là còn ngon nữa. Bên thăm bên, bên dạng rồi.
Có mấy người mà tao thèm mắm sống, người ta đâu ăn cơm đâu. Bận cái người ta chấm vô người ta ăn luôn, ăn trực tiếp vậy đó. Hoặc là rau sống. Nè hồi đó mà có nấu cơm nguội mà có nấu cơm củi á, hơi nhão nhão á. Dạ. Trời đất ơi, một cặp với mắm này ăn thôi thôi thôi. Cơm nếp ăn cũng được nha. Cơm nếp mà cặp mắm sống là còn đã nữa. Đó mà nội chú hai phái cầm nếp một cặp mắm sống rồi đó. Dạ. Đó mà nấu đó là mắm người ta làm á, cơm mà phải nấu bằng mò. Mò cao hả? Nấu mò cao. Nấu xong rồi để ra mò cao hay sao? Nấu xong rồi để ra mò cao. Dạ. Rồi mình gói ra một cây kính lại. Mình dẻ lại là cơm nhão nó mới dẻ được. Dạ. Rồi đi cắt lúa rồi em cho cắt người phanh như mắm rồi cặp vô ăn. Dạ. Ăn rất ngon. Đi đồng nó đói nữa. Khỏi mua cao chân đi đồng có đói giùm. Mắm vậy à. Để vô vậy anh ăn nè, vậy cũng no nó ngon. Hồi đó nhớ đi đồng cắt lúa. Có chén mưa ớt ăn cũng ngon hơn chị mắm này. chú hai nói giờ bài đặt thịt ba gọi rồi tôm tép đồ. Hồi đó tao đó kẹp thịt ba gọi gì đâu. Có kẹp gì đâu, cũng ngon bình thường à. Yeah. No à. Thời nào tính theo thời đó hả anh đi. Rồi. Thương con. Không thể thiếu thịt ba gọi. Bữa nào nhà hàng trên sông mình bán cơm sườn bữa đi chú hai. Cơm sườn nướng ha anh đây. Sườn rồi bì chả đồ. Cái là nấu cơm nhiều quá. Đúng rồi. Cơm tắm á nha. Gọi ăn kẹp miếng mắm bự bự vậy nè. Vô. Cái món này mà mưa nắng gì mình ăn cũng ngon hết. Không cần để mưa. Mắm kho thì đều để mưa ăn mới ngon. Khu qua ăn ngon hả Xuân? Con nghe người ta nói khu qua này nhiều khi tự mọc. Ít có ai trồng khu qua này. Cũng có nhiều gì trồng mà trồng để gia đình ăn. Ừ. Không, kêu khu qua đắng. Thử nó đâu có đắng đâu. Đâu có đắng không? Cái khu qua này cứ miếng cơm vậy, cái con trái vậy, con trái vậy. Đó. Còn vô non cắt. Thì mình để hột mình ăn luôn. Còn già mình bỏ hột. Cá rồi vô bầm dơ ngoài ha. Dạ. Cái miếng cơm nó làm trái vậy. Nhà mình nghe rồi nó quánh chết. Nhát luôn. Lâu rồi mới thấy anh đang ăn rau á. Không, một món này ngon thiệt. Anh ăn đắng không được. Đúng rồi. Anh ăn hoàng hoa. Con này cũng không ăn mắm nha. Rau không à? Mắm nằm trong miếng hoa. Cái chiêu này mình quen quá hả chú nào? Quen à. Không có ăn cá thịt. Ăn mắm đi em ăn thịt cho. Tôm tôm. Đến hết tôm hả? Rồi đem ra đây đi. Cho Bin con tôm nữa nha. Nè Bin. Cho gấu ăn chứ. Ừ, cho gấu ăn chứ. Con. Xin chào cả nhà nha. Cả nhà. Hẹn gặp lại video kế tiếp.